Huấn luyện viên Gratian thừa nhận cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thiếu tự tin. Thất bại nặng nề với tỷ số 0-4 trước chủ nhà QNK Quảng Nam khiến huấn luyện viên Gratian không thể giấu được sự thất vọng trong phòng họp báo sau trận đấu. Dẫu vậy, để trấn an tinh thần người hâm mộ, chiến lược gia người Pháp vẫn bảo rằng để giành được chiến thắng, Hoàng Anh Gia Lai cần sự kiên nhẫn. Đánh giá về màn trình diễn của các học trò trong trận đấu này, huấn luyện viên Gratian cho biết: "Trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai gặp vấn đề từ những lỗi sai sót cá nhân và nó bắt nguồn từ sự mất tập trung. Tôi nghĩ là sự thiếu tập trung của hai hậu vệ đã không thể khỏa lấp được sức mạnh của hai tiền đạo. Bên cạnh đó, tuyến trên đã không tận dụng những cơ hội có được, khiến hàng thủ càng thêm áp lực. Ngoài ra, đáng tiếc là chấn thương của Moussa đã ảnh hưởng tới sức mạnh tấn công của Hoàng Anh Gia Lai. Việc Moussa phải rời sân quá sớm đã khiến lối chơi tấn công của chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn." Huấn luyện viên Gratian cho biết thêm: "Các cầu thủ của tôi đang thiếu đi sự tự tin và hiệu quả ở mặt trận tấn công. Đối thủ chỉ có 5-6 cơ hội thì họ đã ghi tới 4 bàn, trong khi chúng tôi có 2 cơ hội rõ ràng, một đến từ chấm penalty nhưng không tận dụng được. Và khi mà hàng công đã bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy thì hàng thủ sẽ không thể nào giữ được sự tập trung để đứng vững trong suốt 90 phút." Thất bại trước QNK Quảng Nam cũng là trận thứ 11 liên tiếp mà Hoàng Anh Gia Lai không biết đến mùi chiến thắng. Điều này gây ra rất nhiều sự lo lắng cho cả người trong cuộc lẫn các khán giả hâm mộ đội bóng phố núi. Điều này cũng được chính huấn luyện viên Gratian thừa nhận. Thua nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới phong độ của các cầu thủ của chúng tôi. Họ sẽ thiếu đi sự tự tin, không thoải mái như trước. Để giúp các học trò cải thiện điều này, chiến lược gia người Pháp cho biết ông cần thời gian và sự bình phục của các cầu thủ dính chấn thương. Huấn luyện viên Gratian khẳng định, trước tiên là chúng tôi phải có được sự trở lại của đầy đủ các cầu thủ chấn thương. Bên cánh trái của chúng tôi, hầu như tất cả đều chấn thương. Các cầu thủ như Văn Toàn, Hồng Duy, Đức Lương, Hoàng Thiên. Tôi hy vọng sự trở lại của họ sẽ mang lại sức mạnh cho toàn đội. Đáng tiếc là những cầu thủ thay thế cho họ hiện nay chưa hoàn thiện về sức mạnh. Mặt khác, tôi và các cầu thủ cần có sự kiên nhẫn bởi chúng tôi mới chỉ có mùa đầu tiên làm việc cùng nhau ở V-League. Có thể tôi là huấn luyện viên trẻ nhất của V-League ở độ tuổi 37-38. Chính vì lý do đó, tôi và các cầu thủ đều phải nỗ lực. Nhưng đừng quên, từ năm 18 tuổi, tôi đã bắt đầu bước chân vào huấn luyện và đã dẫn dắt những đội bóng. Văn Sơn. Lại có thêm một tình huống nữa khiến các cổ động viên của QNK Quảng Nam phải thót tim. Chúng ta xem lại cơ hội của Thanh Tùng. Đường chuyền của Minh Tuấn. Sút không vào. Ở tình huống vừa rồi thì số 9 Hà Minh Tuấn đã làm tốt vai trò kiến thiết một đường chuyền đầy cảm giác của Hà Minh Tuấn.
rất nguy hiểm. Không có quả phạt. Như vậy là penalty. Tiếng còi của đồng tài. Hoàng Anh Gia Lai. Không vào. Đúng là áp lực tâm lý đè rất nặng lên Công Vượng và anh đã không thể sút thành công quả đá penalty, một cơ hội tuyệt vời cho Hoàng Anh Gia Lai. Kể từ Công Vượng đã không thể thắng được người gác đền của đội chủ nhà. Cú đá của anh trong các trận đấu còn lại của V-League 2015. Thành Trung. Đánh đâu, không vào. Patio vừa bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Ở tình huống này, như Moret. Rất nguy hiểm, không vào. Đó là pha kết thúc của Patio. Patio. Rất nguy hiểm, Thành Trung vào không, 4-0 rồi, 4-0 rồi. Ít ai ngờ là ở thời gian bù giờ, Quảng Nam nâng tỷ số lên 4-0 từ sơ suất của thủ Hoàng Gia Lai và thủ thành Minh Dực trong tình huống.